Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Kế hoạch sử dụng đất năm nay của quận Bình Thủy được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, với tổng diện tích các loại đất được giao chỉ tiêu sử dụng hơn 7.000 ha, bao gồm hơn 3.200 ha đất nông nghiệp, hơn 3.700 ha đất phi nông nghiệp. Trong chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp có hơn 722 ha là đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Hơn 600 ha là đất giao thông. Kết quả thu hồi các loại đất năm 2022 của quận Bình Thủy gần 169 ha. Trong đó có gần 160 ha là đất nông nghiệp, còn lại là đất phi nông nghiệp. Tổng diện tích đất nông nghiệp chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp hơn 199 ha.